Còn bây giờ Quốc Thái và Khánh Huyền mời quý vị cùng đến với chuyên mục món ngon. Khánh Huyền này, vào dịp Tết thì chúng ta ăn nhiều những chất tinh bột nè, ví dụ như là bánh chưng, rồi bánh tét, rồi những cái món rất là nhiều mỡ như là thịt kho tàu. Chắc chắn là phải có thịt mỡ rồi đó. Đúng rồi, cảm giác là chúng ta ăn dư thừa phải không? Đúng không? Bị dư thừa và nặng bụng lắm. Nhất là Thái, Thái là người giữ body rất là đẹp, cho nên Huyền nghĩ rằng là những ngày Tết là những ngày mà Thái phải ăn quá nhiều những cái chất bổ như vậy, thì có lẽ bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta nên thanh lọc cơ thể một chút bằng những cái món chay chẳng hạn. Và ngày hôm nay thì Huyền sẽ giới thiệu để Quốc Thái cũng như là quý vị khán giả biết cách nấu một cái món ăn chay nhưng mà lại rất hấp dẫn và rất là thơm ngon. Đó là món nấm hương nấu ngũ vị. Bây giờ Thái cùng Huyền vào bếp nhé. Nấm hương hay còn gọi là nấm đông cô là một loại nấm ăn có nguồn gốc ở Đông Á. Trong đông y, nấm hương là loại thuốc bổ được mệnh danh là hoàng hậu thực vật. Nấm mọc ký sinh trên những cây có lá to. Loại thực vật này mọc hoang nhiều ở Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Nấm hương chứa khá nhiều chất đạm và đặc biệt khoáng chất, vitamin như C, B, tiền vitamin D, canxi, sắt, v.v. Ngoài ra có một số alco hữu cơ mà khi nấu chín, các alco biến đổi tạo thành mùi thơm đặc biệt của nấm. Quý vị và các bạn thân mến, nguyên liệu để làm món nấm hương nấu ngũ vị chúng ta phải chuẩn bị hơi cầu kỳ một chút. Nghe cái chữ ngũ vị là thấy nhiều vị rồi phải không Thái? Theo như Huyền đã chuẩn bị ở đây thì chúng ta phải chuẩn bị 100g nấm hương tươi nha, 200g củ năng tươi, 100g đậu phụng, 50g đậu xanh, 30g táo đỏ, một ít nấm mèo mình ngâm lên cho nó nở. Bên cạnh đó thì mình phải chuẩn bị một ít bột năng này, nước tương này, và cuối cùng là một ít hành bô rô và ngò. Nhờ Thái một chút là Thái lấy cái nấm hương mà Huyền đã ngâm và làm sạch đây, cắt giúp Huyền cái chân nấm đi ha. Khi nồi nước đã sôi thì mình phải bỏ 50g đậu xanh đã đãi vỏ vào, 30g táo đỏ, 100g đậu phụng. Còn củ năng thì với những củ lớn thì mình nên cắt đôi ra. Sau khi đã cắt những cái củ to ra thành hai thì mình sẽ cho hết củ năng vào để ninh chung với lại các cái nguyên liệu kia. Rồi. Còn với nấm mèo thì bây giờ mình sẽ sắt nhỏ ra, không cần phải nhỏ lắm, chỉ cần nhỏ vừa thôi. Với hành bô rô thì mình băm nhỏ ra để lát nữa mình phi cho thơm nhá. Thái cho thêm một ít nước vào đây để hòa cái bột năng này ra. Mình sẽ xào nấm hương và mộc nhĩ, tức là nấm mèo đó. Khi chảo đã nóng thì mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Rồi, sau khi hành bô rô đã hơi vàng và có mùi thơm bốc lên thì mình sẽ cho nấm hương và nấm mèo vô. Bây giờ thì mình sẽ nêm nha. Muối. Một muỗng muối. Thái nên nhớ là khi nêm món này thì mình phải nêm hạt nêm chay nhá. 2 muỗng hạt nêm. Đường đi ha. 2 muỗng đường. Đảo đều lên cho nấm này. Và cuối cùng là nước tương. Để nhỏ lửa lại nhá. Cho nó xào lâu lâu một chút cho nó ngấm, thật ngấm vào nấm. Bây giờ mình lại đưa lại cái nồi này sang đây nha. Bây giờ thì việc còn lại là mình cho cái nồi xào. Đó. Bây giờ thì mình đậy vung lại và chờ cho nó mềm thêm một chút nữa. Rồi bây giờ đậu xanh cũng nhừ rồi nè. Đậu phộng, rồi chúng ta có củ năng đúng không? Đúng rồi. Rồi. Củ năng, táo đỏ. Đó, khi nước của chúng ta cũng rút xuống, không cần quá nhiều nữa. Mình sẽ thả bột năng vô, chừng một muỗng canh bột năng hòa với nước là vừa cho cái nồi của chúng ta. Đợi trước khi múc ra để Huyền thử lại một chút. Thử lại rồi, có cần ném ném gì hơn? Vừa lắm, cảm ơn Thái. Tắt bếp nha. Rồi, việc còn lại là mình sẽ múc ra này. Đó, ngon chưa? Món này mình có thể ăn với cơm hoặc cũng có thể ăn chơi được. Trang trí một ít lá ngò lên trên nha.
Và nó thơm lắm, nó thơm từ rất nhiều những cái nguyên liệu mà chúng ta đã cho vào đây. Nấm hương này, táo đỏ này, rồi thì đậu phụng cũng có cái vị ngon bùi và hương thơm của nó nữa chứ. Rất là ngon, và Huyền thấy món ăn này mà ăn kèm với một chút cơm nóng nữa rất là hấp dẫn đó. Một gợi ý rất là hay. Vậy thì bữa trưa chúng ta ăn món này với lại cơm trắng. Vì món ăn của chúng ta hơi mặn cho nên là chúng ta sẽ cân bằng lại bằng một chén chè hạt sen đi. Còn buổi chiều thì chúng ta lại quay trở lại với bữa cơm gia đình sẽ có 3 món. Đó chính là sườn giam, rau muống xào chao và canh nghêu nấu thì là.